Nghe lời dạy 2.com, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập. Bài 9, Vương triều Hồi giáo Delhi, sách giáo khoa, lịch sử và địa lý lớp 7, bộ sách Trân trời sáng tạo, từ trang 37 đến trang 38. Các em thân mến, từ thế kỷ thứ 13, nền văn minh Ấn Độ có sự tiếp xúc mạnh mẽ với nền văn minh Hồi giáo từ sự thống trị của vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ, vương triều Delhi. Vương triều Delhi ra đời như thế nào? Lịch sử Ấn Độ dưới thời kỳ Delhi có những nét gì nổi bật về chính trị, kinh tế và xã hội, văn hóa? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài 9. Vương triều Hồi giáo Delhi. Về mục tiêu bài học, sau khi học xong bài học này, các em sẽ đầu tiên sẽ trình bày được khái quát sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Delhi. Thứ hai, các em sẽ giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa của Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Delhi. Về nội dung bài học của chúng ta gồm những nội dung chính như sau. Thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ hai, các em sẽ tìm hiểu về những thành tựu tiêu biểu về văn hóa. Đi vào nội dung đầu tiên của bài học đó là tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Các em kết hợp cùng nội dung sách giáo khoa và quan sát các bức tranh 9.1, chinh phục Ranthambore, thống nhất Ấn Độ vào năm 1301, tranh vẽ Rajput năm 1825 được cất giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Boston của Mỹ, và hình 9.2, đồng tiền lưu hành dưới thời thịnh trị của vương triều Hồi giáo Delhi từ năm 1325 đến năm 1351, để cùng nhau tìm hiểu về nội dung của mục 1 các em nhé. Các em thân mến, vương triều Hồi giáo Delhi có những nét đặc trưng về chính trị như sau khi vương triều Gupta sụp đổ, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt. Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo đầu tiên và lấy tên làm Delhi. Đó, đặt kinh đô tại Delhi. Cùng với đó, vương triều Delhi thống nhất lãnh thổ và giữ được sự phát triển, ổn định trong phần lớn các thế kỷ thứ 14. Sang đầu thế kỷ thứ 16, vương triều sụp đổ trước sự tấn công liên tục của một bộ phận người Mông Cổ đến từ Trung Á. Về kinh tế, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, nhà nước cho đào thêm kênh và hồ chứa nước, sự phát triển của nhiều ngành thủ công, công nghiệp truyền thống tạo điều kiện cho giao thương phát triển. Thương nhân Ấn Độ đem những mặt hàng nổi tiếng như là vải vóc, nè, đồ trang sức và gia vị để đổi lấy những mặt hàng hóa, đặc biệt là đổi lấy ngựa chiến từ các nước Trung Á và Tây Á. Về xã hội thì tầng lớp Bà La Môn vẫn được xem là đẳng cấp cao nhất, nhưng thực quyền trong xã hội thuộc về những người Hồi giáo. Những cư dân Ấn Độ không theo Hồi giáo phải nộp thuế ngoại đạo, bị phân biệt đối xử, điều này gây nên những mâu thuẫn. Và bất bình trong dân chúng dẫn đến những cuộc đấu tranh lớn góp phần làm vương triều Delhi suy yếu. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi mục 1, sách giáo khoa trang 37. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Vương triều Hồi giáo Delhi đã được thành lập như thế nào? Nêu những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Delhi. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 sách giáo khoa trang 37. Bên cạnh đó, các em có thể kẻ bảng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời Delhi. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy, cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Đầu tiên, vương triều Hồi giáo Delhi được thành lập sau khi vương triều Gupta sụp đổ. Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo Delhi. Đến đầu thế kỷ thứ 14, vương triều Delhi thống nhất và phát triển thịnh vượng. Về tình hình chính trị, thì năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời. Về kinh tế,
thì nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, và về xã hội thì tầng lớp Bà La Môn được xem là đẳng cấp cao nhất. Đến đầu thế kỷ thứ 14, vương triều Delhi thống nhất và phát triển. Về kinh tế thì thủ công nghiệp truyền thống vẫn phát triển. Về xã hội thì thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo. Và đến khoảng thế kỷ thứ 16, vương triều Hồi giáo Delhi sụp đổ. Về kinh tế, giao thương thì phát triển, thương nhân Ấn Độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị để đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á và Tây Á. Về xã hội thì người dân không theo đạo Hồi sẽ bị phân biệt đối xử, cùng với đó nhiều cuộc đấu tranh lớn sẽ làm suy yếu vương triều Delhi. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào nội dung thứ hai của bài học, đó là thành tựu tiêu biểu về văn hóa. Kết hợp cùng nội dung sách giáo khoa và hình 9.3, quần thể kiến trúc Thánh đường và Tháp Hồi giáo Qutub Minar ở Delhi và hình 9.4, tác phẩm Những bài ca của Kabi, bản tiếng Anh, phổ biến khắp thế giới ngày nay, để tìm hiểu về nội dung của mục 2 các em nhé. Các em thân mến, vương triều Delhi đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ có thêm yếu tố mới, văn hóa Hồi giáo. Nhiều công trình, kiến trúc theo Hồi giáo được xây dựng với đặc trưng rất dễ nhận biết bởi các tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ Ả Rập cổ. Chữ Ba Tư được du nhập vào và trở thành ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ thời kỳ vương triều Delhi. Đến cuối thời kỳ này thì xuất hiện các nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Ấn Độ như Kabi vào năm 1440 đến năm 1518. Những tác phẩm của ông là viết bằng ngôn ngữ Hindi, ngợi ca lòng trung thực, sống lương thiện và tinh thần khoan dung. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi mục 2, sách giáo khoa trang 38. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Đọc thông tin trong bài và quan sát tư liệu 9.3, em hãy nêu những đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Delhi. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 2, quan sát hình 9.3 trang 38 sách giáo khoa. Có thể thấy qua ảnh đặc trưng về kiến trúc nè, như là mái vòm, tháp cao. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy, cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Delhi đó là: đầu tiên, mang đậm yếu tố văn hóa mới, văn hóa Hồi giáo. Thứ hai, đó là tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ Ả Rập cổ. Cô đã hướng dẫn các em học xong nội dung lý thuyết của bài 9, Vương triều Hồi giáo Delhi. Các em cùng cô theo dõi sơ đồ tư duy để khái quát lại nội dung bài học các em nhé. Vương triều Hồi giáo Delhi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội. Về chính trị thì năm 1206, người Hồi giáo xuất hiện. Họ thống nhất lãnh thổ và ổn định đến khoảng thế kỷ thứ 14. Đến đầu thế kỷ thứ 16 thì vương triều Hồi giáo Delhi sụp đổ. Về kinh tế thì thủ công nghiệp truyền thống phát triển. Bên cạnh đó, giao thương phát triển với việc trao đổi với các nước Trung Á và Tây Á. Về xã hội thì thực quyền thuộc về người Hồi giáo. Cư dân không theo Hồi giáo sẽ bị phân biệt đối xử và nhiều cuộc đấu tranh nổ ra. Về thành tựu tiêu biểu về văn hóa, các em có thể thấy được rằng đầu tiên đó là thêm nền văn hóa mới, đó là đạo Hồi. Thứ hai đó là về chữ viết thì chữ Ba Tư được xuất hiện. Về văn học thì nhà thơ, nhà văn hóa Kabi, ông sinh năm 1440 và mất năm 1518, các tác phẩm bằng ngôn ngữ Hindi. Và về kiến trúc điêu khắc, ta sẽ thấy được những tháp cao, mái vòm, sân rộng, họa tiết trang trí bằng chữ Ả Rập. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi luyện tập sách giáo khoa trang 38. Câu hỏi chúng ta có nội dung như sau. Hoàn thành bảng khái quát về tình hình Ấn Độ thời kỳ vương triều Hồi giáo Delhi theo mẫu sau. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 sách giáo khoa.
các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Vương triều Hồi giáo Delhi thời gian tồn tại là từ năm 1206 và kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ 16. Về tình hình chính trị thì năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời. Đến đầu thế kỷ thứ 14 thì vương triều Delhi thống nhất và phát triển. Đến khoảng thế kỷ thứ 16, vương triều Hồi giáo Delhi sụp đổ. Về tình hình kinh tế thì nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, thủ công nghiệp truyền thống phát triển, giao thương phát triển, thương nhân Ấn Độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị để đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á và Tây Á. Về tình hình xã hội thì tầng lớp Bà La Môn được xem là đẳng cấp cao nhất. Thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo. Người dân không theo Hồi giáo sẽ bị phân biệt đối xử. Nhiều cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Delhi. Về các thành tựu văn hóa có thể kể đến như kiến trúc mang đậm ảnh hưởng của văn hóa Hồi giáo. Tiêu biểu có tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ Ả Rập. Chữ Ba Tư là ngôn ngữ chính thời Delhi. Nhà văn hóa, nhà thơ lớn đó là Kabir với nhiều tác phẩm bằng tiếng Hindi. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi vận dụng sách giáo khoa trang 38. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Em hãy tìm hiểu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời kỳ Delhi. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 2 sách giáo khoa. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy, cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời kỳ Delhi. Đầu tiên là về kiến trúc, quần thể kiến trúc Thánh Đường và Tháp Hồi giáo Qutub Minar Delhi. Thứ hai, đó là chữ Ba Tư trở thành ngôn ngữ chính ở thời kỳ Delhi. Và cuối cùng, nhiều nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Ấn Độ như Kabir, ông sinh năm 1420 và mất năm 1518, với nhiều tác phẩm nổi tiếng bằng tiếng Hindi. Vậy là cô và các em đã học xong nội dung của bài 9 Vương triều Hồi giáo Delhi, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7 Trân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.